cộng đồng mạng phẫn nộ khi minh béo có phát ngôn đầy thách thức về ồn ào đóng vai đức phật dọa dẫm tự kết liễu xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh bản tin online Thưa quý vị, mới đây một loạt các fanpage Facebook có hàng trăm ngàn đến hàng triệu người theo dõi đã chia sẻ lại phát ngôn gây xôn xao của Minh Béo về việc được giao cho vai diễn Đức Phật A Di Đà. Cách đây không lâu, dư luận dậy sóng khi Minh Béo thông báo được giao vai Đức Phật A Di Đà sau rất nhiều liên hệ, trao đổi. Cuối cùng thì Minh Béo đã đồng ý trả lời phỏng vấn và cho biết bản thân đang vô cùng mệt mỏi. Hôm ngày 4 tháng 8 trên trang cá nhân, tự Minh Béo gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái Vinh dự được nghệ sĩ Phượng Trang trưởng đoàn bông sen Sài Gòn phân vai Đức Phật A Di Đà cho vở diễn sân khấu Phật giáo mới nhất đang thử phục trang chuẩn bị cho vai diễn tâm linh mới. Con kính mong Phật trời cho con được hoàn thành vai diễn mà con hằng tôn kính. Nam mô A Di Đà Phật thưa quý vị ở phần bình luận nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc cho rằng việc minh béo được vào vai đức phật là không phù hợp bởi anh từng vướng nhiều ồn ào không những vậy các bức ảnh thử trang phục của minh béo cũng bị hàng ngàn người thả phẫn nộ tuy nhiên đài truyền hình vtv cũng như trưởng đoàn bông sen đã lên tiếng xác nhận minh béo không hề được đóng vai đức phật như những gì mà tự anh này đăng tải trên facebook mới đây khi được liên hệ để chia sẻ những lùm xùm thời gian qua minh béo cho biết Tôi không muốn bàn luận thêm về chuyện này, khi nào vở diễn ra mắt thì mọi người sẽ hiểu. Khi tôi làm một vở diễn thì chỉ quan tâm chính ở khán giả, không quan tâm đến những đánh giá không khách quan. Tôi thấy họ rất vô lý. Nếu là góp ý thì tôi trân trọng. Ngoài ra cho phép tôi hỏi, có văn bản nào cấm tôi diễn hay không? Hay có văn bản nào cấm tôi diễn những vai như thế hay không? Với tôi khán giả của tôi là những người mua vé chứ không phải người cào phím. Khi nào vở diễn của tôi ra mắt mà không ai mua vé mới là dự án thất bại còn những người vẫn mua vé vào sân khấu xem vở diễn của tôi và có ý kiến góp ý tôi sẵn sàng đón nhận và tiếp thu thực sự tôi không quan tâm dư luận ảo trên mạng còn những tin truyền thông quy chụp tôi cũng không dám ý kiến nữa tôi quá mệt mỏi rồi chẳng lẽ tôi phải tự tử họ mới vừa lòng không bàn đến chuyện đã qua hiện tại tôi hoạt động nghệ thuật nghiêm túc sản phẩm nghệ thuật chỉnh chu cùng các chương trình thiện nguyện giúp đỡ cho cộng đồng Thưa quý vị, theo đó thì Minh Béo tỏ thái độ không quan tâm đến những bình luận nhận xét không khách quan. Anh cho rằng chẳng có ai hay văn bản nào cấm anh ta không được nhận những vai như là đức Phật cả. Thêm vào đó, nam diễn viên còn khẳng định chắc nịch rằng người mua vé xem kịch của anh mới gọi là khán giả của anh và những đóng góp của họ anh sẽ sẵn sàng tiếp thu, còn lại chỉ là những kẻ cào phím. Đáng chú ý, Minh Béo bộc lộ tâm trạng nhắc thẳng đến việc phải chăng chỉ khi nào anh tự kết liễu mới khiến anti fan hài lòng. Và trước những phát ngôn đầy thách thức của Minh Béo, đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ, chỉ trích nam diễn viên sống im lặng đi, có thể người ta sẽ không nói gì nhưng thích nổi thì phải chịu thôi. Nên thế cho trái đất này được trong sạch, đọc nguyên bài phỏng vấn, cảm thấy như anh ta đang nghĩ người ta ác ý với anh ta vậy đó. Thí chủ sai rồi, làm ơn để cho đạo Phật người ta thanh tịnh đi ông ơi không ai cấm anh diễn nhưng với lương tâm nghề nghiệp và lòng tự trọng thì anh nên ở ẩn và ít xuất hiện trước công chúng thay vì liên tục làm nghề anh nên để cho mọi người có cái nhìn thiện cảm về anh trước khi anh tiếp tục con đường nghệ thuật mệt mỏi thì im lặng mà sống ẩn dật phần đời còn lại đi đã bệnh hoạn mà cứ thích lên mạng làm trò rồi không cho người ta chửi đức phật cao cả thiên liên anh ơi không ai cấm nhưng anh phải tự biết chứ anh đóng vai thằng hề thì không ai nói gì đâu Thưa quý vị, trước đó vào năm 2016, Minh Béo bị công an quận Cam tại Mỹ truy tố với 3 tội danh bao gồm quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gà gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. Kể từ đó, cái tên Minh Béo chính thức bị ghét và liên tục bị đem ra công kích chỉ trích. Tội phạm bình thường muốn tái hòa nhập đã khó, đây Minh Béo lại là người của công chúng. Rất khó để con đường nghệ thuật của nam diễn viên được suôn sẻ một lần nữa. Vậy mà Minh Béo lại tự mình đang status tự nhận là đóng vai Đức Phật. Trong khi đó, trưởng đoàn bông sen Sài Gòn cũng đã lên tiếng không hề giao vai này cho Minh Béo. Tự làm thì mình phải tự chịu. Hà cớ gì mà lên thách thức cộng đồng mạng rằng dọa dẫm sẽ tự kết liễu đời mình như thế. Ngô Kiến Huy giải thích chuyện bị đồn dùng chất cấm, do giảm 10 kg trong một tuần. Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, Ngô Kiến Huy lần đầu nói rõ câu chuyện sụt cân nhanh chóng dẫn đến tin đồn sử dụng chất cấm. Xuất hiện trong talk show của Lý Nhã Kỳ, Ngô Kiến Huy đã chia sẻ chi tiết về câu chuyện giảm cân từng gây xôn xao mạng xã hội một thời. Theo đó, một thời gian dài anh mất kiểm soát cân nặng, ngoại hình phát tướng vì ăn quá nhiều. Trong thời điểm quay Running Man, nam ca sĩ còn lộ rõ bụng mở, vì thế đã nhận không ít ý kiến chê bai và góp ý từ khán giả. Từ đó tôi ý thức, cú sốc về tâm lý nên quyết định giảm cân. Nghệ sĩ lúc nào cũng cần phải đẹp trong mắt khán giả, trong khi tôi cứ ngày càng sồ sề ra, không cải thiện có khi mất nghề. Ai mời mình đóng phim nữa? Ngô Kiến Huy cho biết." Kể từ thời điểm đó, giọng ca giả vợ yêu đã quyết định giảm cân. Có những giai đoạn Ngô Kiến Huy giảm đến 10kg chỉ trong vòng có một tháng, từ 72kg xuống còn có 59kg. Được biết việc giảm cân cấp tốc liên quan đến việc hóa thân vào một nhân vật giả gái trong phim, vì thế anh chàng bị nhiều người nghi ngờ là sử dụng chất cấm nên mới tụt cân nhanh đến vậy. Thời điểm đó ai cũng nghi tôi chơi đồ đập đá vì quá ốm, mặt thì hóp lại. Tuy nhiên tôi không thể lên tiếng thanh minh vì trong hợp đồng phim tôi không được quyền tiết lộ vai diễn của mình. Sau khi phim ra mắt, tôi mới được giải oan là không sử dụng chất gì cả mà do chế độ tập luyện cũng như ăn uống của vận động viên. 3 tiếng một ngày, từ boxing, finish, tập tạ, chạy bộ và hạn chế ăn tất cả những gì có dầu mỡ, anh chàng khổ tâm chia sẻ. Những hình ảnh gầy gọc, cánh tay thì chỉ còn da bọc xương cùng gương mặt hốc hác của Ngô Kiến Huy khiến nhiều người ái ngại. Vì thế, câu chuyện nam ca sĩ chơi đá bỗng nhiên rộ lên và được lan truyền khắp các hội nhóm và fanpage nhưng nhờ những nỗ lực tập luyện của mình giờ đây ngô kiến huy đã lấy lại được vóc dáng chuẩn chỉnh Hồ Hoài Anh đến trình diện giải trình. Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, như chúng tôi đã cập nhật đến quý khán giả ở bản tin trước ngày hôm qua ngày 15 tháng 8. Theo như thông báo của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì ngày 15 tháng 8 là hạn chót để nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để trình diện sau khi trở về từ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, do có việc riêng nên Hồ Hoài Anh ngày hôm qua đã không đến Học viện Âm nhạc Quốc gia. Và mới đây chúng tôi vừa cập nhật được thông tin mới nhất. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diện giải trình vào sáng ngày hôm nay 16 tháng 8. Theo kế hoạch thì Hồ Hoài Anh đáng ra là phải tới gặp lãnh đạo học viện ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên do có việc riêng nên anh xin phép ban giám đốc lùi lịch làm việc vào sáng ngày hôm nay 16 tháng 8. Chiều ngày 15 tháng 8, thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, xác nhận với báo chí, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa báo cáo về việc Hồ Hoài Anh giải trình do người được mời đến làm việc chưa đến trình diện. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho hay, sau khi giải trình với các cơ quan nơi nghệ sĩ công tác, hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh sẽ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cơ quan có đủ thẩm quyền xử lý vụ việc. Ngay khi sự việc lùm xùm xảy ra tại Tây Ban Loan Nha, lãnh đạo học viện đã tạm dừng công tác của Hồ Hoài Anh, nhạc sĩ đang là giảng viên cơ hữu của khoa nhạc cụ truyền thống, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh về nước sau hơn một tháng ở Tây Ban Nha, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Tây Ban Nha để điều tra, làm rõ vụ việc thưa quý vị và như chúng tôi đã cập nhật mặc dù hồ hoài anh hồng đăng được trả hộ chiếu để về nước là vì hai người này đã có luật sư thay thế ở tây ban nha để tiếp tục vụ việc chứ không phải là vụ việc đã được kết thúc vì vậy hiện tại vẫn chưa có kết luận về sự việc hồ hoài anh và hồng đăng bị cô gái 17 tuổi người anh tố cưỡng hiếp ở tây ban nha và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị về quá trình trình diện của hồ hoài anh ngày hôm nay với học viện âm nhạc quốc gia việt nam vì vậy quý vị khán giả đừng quên theo dõi kênh bản tin online trên cả nền tảng facebook và youtube nhé